Một câu nữa, không biết cái Tăng đã được hai câu hay không, mà một câu thì chắc chắn hơn. Kính bạch Thầy Tịnh Hải, con có hai câu hỏi. Một câu tới hai câu, nói một câu bây giờ tới hai câu rồi. A Di Đà Phật. Kính xin Thầy chỉ dạy ạ. Chúng con hộ niệm cho một người bệnh bị hôn mê 3-4 ngày, thì chúng con có được lau mình cho người bệnh hay không? Xin Thầy chỉ dạy. Câu hỏi này dễ dàng. Được. Hôn mê chúng ta vẫn tiếp tục thay y phục cho họ. Nếu thí dụ nhỏ không kiểm soát được đại tiện tiểu tượng, chúng ta được quyền thay áo, thay quần, lau rửa sạch. Thế mãi không? Mà làm nhẹ nhẹ thôi, đừng làm mạnh quá. Chúng ta nên là dùng cái thau, thau nước ấm ấm, nhúng cái găng, cái khăn trong cái thau đó, rửa nhẹ, chúng ta cẩn thận làm tốt lắm, hoàn toàn không ảnh hưởng gì cả. Nhớ nghe, tình hại này nói là rất là rõ ràng, nếu chưa vị mà sơ ý mà làm sai thì chưa vị chịu đấy. Tại vì trong quá khứ có một lần, tình hại được mời tới, gia đình mời tới hộ niệm cho người mẹ của họ, mà khi bước vào phòng thì tình hải này nghe cái mùi hôi nó nặng nề quá. Một cái căn phòng âm u không sáng mà người mẹ nằm thiêm thiếp trên giường. Tối là chư vị hồi giờ có thay y phục cho mẹ mình không? Có giặt giũ giường chiếu không? Thì người đó trả lời là cư sĩ dự âm đã dặn là khi hộ niệm không được đụng chạm tới thân thể, thì tôi đâu có dám đụng chạm tới thân thể của mẹ tôi. A-di-đà-phật. Tịnh Hải mới nói là chư vị ơi, tôi là Tịnh Hải đây, đứng trước chư vị mà tôi có bao giờ dạy như vậy, chỉ như vậy đâu mà chư vị đổ thừa chuyện này cho Diệu Âm dạy. Thấy không chư vị, sơ xuất. Sơ xuất đến nỗi như vậy. Chẳng lẽ hồi giờ chư vị cứ để nằm như vậy? Dạ tôi hồi giờ cứ để nằm như vậy à. Tôi biết là chắc chắn bà cụ này bị nạn rồi, bị khổ rồi. Khi mà Tịnh Hải lật cái lưng cụ lên, dưới cái lưng mồ hôi nó đổ ra nhễ nhụy, mà có chút máu chút mũi nó dính trên mền nữa. Bên cạnh đó một ổ quyến bằng bàn tay này kiêng hôi đen đen ấy chưa bị bám vào lưng bà cụ mà không may. Thấy rõ ràng không? Chỉ còn một chút sơ ý như vậy mà hành hại người mẹ mấy, không biết là thời gian qua bao nhiêu tôi không biết. Cho nên đừng bao giờ nghiên cứu vô hộ niệm mà bất cẩn quá, đọc sơ sài quá, tưởng là mình hiểu rồi mà hiểu điều sai, làm sai thì giúp cho người thân mình đại nạn không tốt, hiểu chưa? Cho nên người ta mê man bất tỉnh 2-3 ngày, người ta vẫn còn sống, mình nhẹ nhàng lau rửa cho người ta. Nhớ kỹ nhé chư vị, đưa đến tình trạng mê man bất tỉnh, xin thưa thực rất khó cứu chữa. Nói về vãng sanh thì rất khó đấy. Đây là có việc khác rồi. Câu hỏi thứ hai, khi chúng con hộ niệm cho người bệnh mà người bệnh đó vẫy tay chào ra đi, thì chúng con có nên khai thị tiếp trong lúc hộ niệm hay không? Nếu mà chư vị hộ niệm thực sự đã hiểu niệm rồi thì đâu cần nghĩ cái gì đây nữa. Khi người ta đã giơ tay lên chào rồi ra đi, lúc đó chúng ta đã biết người ta đã đi theo A-di-đà Phật trước khi tắt thở rồi, chư vị ơi. Nếu mà chúng ta hướng dẫn đúng người ta nên niệm Phật thành tâm quyết chí cầu nguyện vãng sanh, mà mình hiểu được người quyết chí hay không quyết chí chúng ta cũng biết. Người thành tâm niệm Phật và sau cùng chắp tay lại, nhìn qua nhìn lại mỉm cười, cái tinh thần của họ thoải mái vô cùng, cái sắc thái cơ thể an tịnh vô cùng, mình nhìn biết liền, mình biết liền. Người ta thấy thôi, chào các anh các chị, chào các bác đã tới hộ niệm cho tôi bây giờ đi theo A-di-đà-phật đây, xin chào, rồi người ta buông báo thân ra đi. Chúng ta hãy tiếp tục niệm Phật tiễn đưa một vị Bồ Tát về Tây Phương thành đạo, phải không chư vậy? Con hiểu niệm sao? Muôn mừng lắm bác ơi, bác mạnh dạn đi theo A-di-đà-phật đi, bác về Tây Phương thành đạo nhé, đủ rồi còn nói chi nữa, phải không? Đơn giản người ta vãng sanh bất khả tư nghị, hay không chư vị? Rõ ràng không? Như vậy thì
Còn đây cũng được 10 phút, cái câu hai câu mà trả lời cái 5 phút hay quá. Vậy là thôi bây giờ ráng nữa, tại vì đây nhiều quá, ráng nữa cho nó đầy đủ là đúng 3 giờ chúng ta nghỉ. À gì?